is all about. Hôm qua, tại lượt trận thứ 7 trong ngày thi đấu thứ 2 Cúp Liên lục địa Carom Ba Băng, cầu thủ Việt Nam Quốc Nguyệt đã xuất sắc giành chiến thắng 25-14 trước Dick Jaspers, cầu thủ số 1 thế giới hiện tại. Nhờ bị dẫn trước khoảng cách lên đến 110 điểm, đội châu Âu sớm đưa át chủ bài Dick Jaspers ra thi đấu lượt trận thứ 2 ngày thi đấu cuối cùng. Nối gót người đồng đội, Trần Quốc Chiến đã thể hiện một lối đánh bùng nổ và đẳng cấp, vượt qua đối thủ người Hà Lan với tỷ số khó tin. Dick Jaspers sớm vươn lên dẫn trước với một series 6 điểm ở lượt cờ thứ 2. Nhờ với một đường cơ ghi đến 14 điểm rất đẳng cấp, Quý Chiến bỏ xa đối thủ 17-6 chỉ sau 4 lượt cờ đầu. Sau 7 lượt cờ, Vubia Việt thắng áp đảo 25-7. Cầu thủ còn lại của Việt Nam là Đình Nại cũng xuất sắc đánh bại siêu sao hạng hai thế giới là Marco Zanetti với tỷ số 25-22 sau 17 lượt cờ. Giải Via Carom Ba Băng diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là cuộc đại chiến giữa hai châu lục có nền bia tốt nhất thế giới hiện nay là châu Âu và châu Á. Vũ Thị Trang đã có một trận đấu thăng hoa trước hạt giống số 1 Brittany Tam để đăng quang giải cầu lông quốc tế tại Mỹ, qua đó bỏ túi cho mình thêm 4.000 điểm thưởng trong cuộc đua chiếc vé đến Olympic Tokyo 2020. Vũ Thị Trang giành chiến thắng 21-14 trong set đầu, tuy nhiên mọi chuyện lại không dễ dàng ở set 2. Brittany Tam đã xuất sắc bám đuổi để sang hòa điểm số 20 đều trước khi thắng kịch tính 22-20. Ở set đấu quyết định, Vũ Thị Trang đã thi đấu vô cùng thăng hoa, cô áp đảo hoàn toàn đối thủ để có được chiến thắng 21-11. Thắng chung cuộc 2-1, Vũ Thị Trang vô địch United Graphics International Challenge. Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal vừa khép lại mùa giải 2019 bằng chiếc vô địch Mubadala World Tennis Championship lần thứ 5 trong sự nghiệp sau khi đánh bại Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết với các tỷ số 6-7, 7-5 và 7-6 diễn ra tại Abu Dhabi. Tsitsipas cho thấy sự khó chịu của mình khi giành chiến thắng 7-3 trong loạt tiebreak ở ván 1. Sau set 2, kịch bản nghẹt thở tiếp diễn khi cả hai chơi giành cầu đến game đấu thứ 12. Nhưng lần này, Rafa đã xuất sắc bẻ được break, qua đó thắng lại 7-5. Đợi xét quyết định, Nadal và Tsitsipas thêm một lần nữa phải khiến khán giả phải nín thở theo dõi. Sau khi mỗi bên giành một break, trận đấu cuối cùng phải bước vào loạt đấu súng. Tuy nhiên, kết quả lần này đã khác khi vô đất nền xuất sắc đánh bại đối thủ với cùng tỷ số 7-3. Ở trận tranh hạng 3, Novak Djokovic đã đánh bại Garen Khachanov với tỷ số 7-5 và 6-3. Kawhi Leonard và LA Clippers có chuyến làm khách đầu tiên đến San Antonio ở mùa giải năm nay, nơi họ chưa thể có được chiến thắng trong suốt hai mùa giải đã qua. Mặc dù vậy, lần này kịch bản đã đảo chiều, vẫn bị la ó dữ dội bởi người hâm mộ Spurs, nhưng Kawhi Leonard đã vững tay ở cả tấn công lẫn phòng ngự để giúp Clippers thắng đậm San Antonio với cách biệt lên đến 25 điểm. Kawhi cũng chính là người chơi hay nhất với 27 điểm chỉ trong 26 phút thi đấu. Chung cuộc, LA Clippers có được chiến thắng 134-109 trước San Antonio Spurs. Chạm trán với Phoenix Suns, James Harden đã thể hiện phong độ hủy diệt khi ghi đến 47 điểm với 9 quả 3 điểm thành công, giúp Houston Rockets đánh bại đối thủ với tỷ số 139-125. Mặc dù vẫn rất nỗ lực với 38 điểm ghi được, nhưng điều vẫn không thể giúp Washington Wizards có được chiến thắng trước đối thủ khó chịu là Philadelphia 76ers. Chung cuộc, họ đã thua với tỷ số 108-125. Trong hạng mục bình chọn mới đây liên quan đến lĩnh vực giải trí số, tạp chí Time đã đánh giá Liên Minh Huyền Thoại là một trong 10 video game hay nhất trong thập kỷ vừa qua. Chi tiết hơn về Liên Minh Huyền Thoại, tựa game này được Time nhắc tới như một trong những video game không phổ biến ra mắt vào cuối năm 2009, thậm chí chẳng ai tin rằng nó sẽ trở thành hiện tượng toàn cầu trong một vài năm sau đó cả. Tuy nhiên cho đến nay, Liên Minh Huyền Thoại lại trở thành tựa game đình đám nhất là eSports. Các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại có lượt người theo dõi khủng khiếp, cao hơn cả bóng bầu dục. Song song với đó, Riot Games đã phát triển được một cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại lớn mạnh trên toàn thế giới. Những tựa game còn lại trong top 10 bao gồm GTA 5, The Legend of Zelda, Fortnite, Souls, Pokemon Go, Minecraft, The Elder Scrolls 5, Portal 2 và Disco Elysium. Là đại diện duy nhất còn lại của Việt Nam vào đến trận bán kết, Division X Gaming mang theo rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ FIFA Online 4 nước nhà. Tuy nhiên, đội tuyển này đã phải nhận thất bại cay đắng trước người Thái với tỷ số 0-3. Game thủ 16 tuổi Chopchete của Pokemon chính là người xuất sắc nhất trận bán kết này khi đã một mình loại 3 tuyển thủ của Division X Gaming. Sau khi vượt qua Minh Khôi với tỷ số 2-1 ở lượt trận đầu tiên, sau khi cầm hòa Trung Hiếu 2-1 và Thanh Tòng 1-1 trong hai trận còn lại, Chopchete đã giành chiến thắng cuối cùng với tỷ số 5-4 sau loạt penalty cân não. Vượt qua Việt Nam, Pokemon chạm trán với đội tuyển nước chủ nhà Hàn Quốc là Sandbox Gaming. Tuy nhiên, thế trận lại diễn ra một chiều với chiến thắng 3-0 thuộc về Sandbox và họ đã lên ngôi vô địch GACC mùa đông 2019.